Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình rất là vui vì mình mới sắm cái cây để điện thoại quay phim đó các bạn. Thì nó sẽ cảm thấy là cố định hơn, mình nói nó được thoải mái hơn. Và hiện tại mình đang đặt một cái mic để nói ghi âm cho cái chất lượng âm thanh nó tuyệt vời hơn nhé. Thì cũng đang trên đường về. Nói chung là mình đầu tư từ từ thôi. Mỗi cái gì mình làm thì cứ từ từ thì nó sẽ thoải mái về tài chính hơn. Chứ còn nếu các bạn mua luôn một lần á, thì các bạn nhìn những cái YouTube chuyên nghiệp á, thì người ta làm thì nó sẽ đầu tư hết một lần luôn, nhưng mà người ta rất là nhiều tiền nha các bạn. Để đầu tư một dàn máy vi tính hàng trăm triệu, rồi mic không dây, rồi gậy chống rung, nó rất là nhiều cái dụng cụ. Nhưng mà mình làm cứ từ từ thôi, từng bước một. Khi nào mà cái sản phẩm của mình nó có cảm giác là nó có cái độ phát triển rồi á, thì mình đầu tư tiếp theo. Còn lúc đầu thì mình chỉ đầu tư như thế này thôi. Cái gậy này hiện tại mình đang mua trên Sen Đỏ thì chỉ có giá chỉ 99.000 thôi, coi như nó 100.000, rất là rẻ nha. Và ở đây mình đang mua một cuộn giấy dán tường nữa nè. Đấy, cuộn giấy dán tường, cái này 150.000 nha các bạn. Cái này dán được 10 mét, rất là rẻ nha. Mua online như thế này thôi. Còn cái mic thì ngày mai nó sẽ về. Hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề là tại sao mình phải đọc sách hàng ngày đó các bạn. Những người thành công thì người ta luôn dành một tiếng đồng hồ hoặc là tối thiểu là 30 phút hàng ngày để người ta đọc sách. Tại sao lại như vậy? Và sách nó có cái giá trị gì trong cái con đường phát triển của chúng ta? Phát triển tư duy, phát triển con người, phát triển sự nghiệp, thì sách là một cái món ăn thiết yếu luôn trong cái bữa ăn mà để các bạn trở thành một người thành công. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cái giá trị của sách. Thì sách thì mình đọc rất là nhiều sách. Nếu mà cuốn sách mà nếu mà đúng cho người khởi nghiệp hay nhất thì là cuốn sách Cha Giàu Cha Nghèo nha các bạn. Cha Giàu Cha Nghèo của Robert Albert Saki gì đó, nói chung là tiếng Anh mình cũng hơi kém. Nhưng mà cái nội dung của cuốn sách Cha Giàu Cha Nghèo là người một cái vị triệu phú ở bên Mỹ á, và là chủ nhân của cuốn sách đó luôn, là người ta viết về cái cuộc đời người ta. Mà người ta có hai người cha nghèo là người cha ruột, người cha giàu là người cha nuôi. Suốt cái quãng đời từ thời thơ ấu á, thì người này được chơi, có nghĩa là người cha nuôi đó là có một đứa con bằng tuổi với ông Robert Sasaki này. Thì ông ấy hướng dẫn cho người cha nghèo á, thì hướng dẫn con là phải học cho thật là giỏi. Phải học là kỹ sư bác sĩ để ra trường kiếm một cái công việc nó ổn định, lương nó thu nhập rất cao. Còn người cha giàu thì ngoài cái việc học ra thì người cha giàu dạy cho người con nuôi của mình là cách để kiếm tiền, cách đầu tư tài chính và cách để hướng tới tự do tài chính. Đó là hai cái trường phái khác nhau, giữa một đối lập nhau của một cái xã hội. Một xã hội là hướng con cái chúng ta đến với một cái nền học và học ra làm thuê rồi sống cuộc đời như thế thôi. Và một người thì dạy cho chúng ta cách chơi bời với đồng tiền, cách sử dụng đồng tiền, cách đầu tư để tiền sinh ra tiền. Nội dung cuốn sách đó là như thế thôi. Nó rất là nhiều cuốn sách hay nha. Ví dụ như các bạn đầu tư kinh doanh trong thời 4.0 này thì các bạn đầu tư cuốn sách Tiếp Thị 4.0 này của ông Philip Kotler. Hiện tại mình đang đọc cũng gần xong rồi. Đấy, ông này thì viết rất là hay nha các bạn. Các bạn đọc cuốn sách, nói chung là mỗi cuốn sách á, tại sao chúng ta phải đọc sách hàng ngày? Bởi vì mỗi cuốn sách là người ta dùng kinh nghiệm của người ta cả cuộc đời, có thể là cả cuộc đời luôn nha các bạn, hoặc là 5 năm, 10 năm thì người ta mới viết ra được một cuốn sách. Thì các bạn chỉ đọc nó, lĩnh hội nó trong vòng một tuần thôi nếu các bạn làm xuyên đọc. Còn các bạn lười thì các bạn có thể đọc trong vòng một tháng, hai tháng, các bạn lĩnh hội gần như 70% những cái tinh hoa mà người ta viết trong cuốn sách đó. Thì tại sao chúng ta phải dành 10 năm để học một cái điều đó, trong khi chúng ta đọc một cuốn sách là chỉ mất thời gian tầm một tháng thôi, thì chúng ta đã lĩnh hội được rất là nhiều kiến thức trong đó rồi. Sách thì nó chia làm nhiều loại: sách đầu tư tài chính, sách kinh doanh, sách dạy làm người, sách kiến thức về các cái lĩnh vực. Ví dụ như bạn học lĩnh vực nào thì bạn đọc sách đó thì đó là gọi là sách về cái kiến thức về cái lĩnh vực đó. Còn kiến thức trong kinh doanh, kiến thức trong đầu tư thì các bạn dành thời gian để đọc những sách đó. Đấy, tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái sở thích của những người đọc sách thôi. Sách nào nó cũng có giá trị của nó nha. Chẳng hạn như mình đang học công nghệ thông tin thì mình phải tìm những sách về công nghệ thông tin mình đọc.
mình đang học xây dựng thì mình tìm về sách hay về xây dựng mình học. Thì các bạn muốn chuyên sâu về cái kiến thức đó thì các bạn đọc. Mình là mình yêu thích kinh doanh thì mình sẽ đầu tư sách kinh doanh thôi. Mình học đã học xây dựng xong rồi về đầu tư sách thì bây giờ mình học đọc sách về kinh doanh, về cách đầu tư tài chính. Về nếu mà các bạn muốn chơi chứng khoán thì các bạn mua sách về đầu tư chứng khoán. Các bạn muốn kinh doanh Facebook thì các bạn mua sách về kinh doanh Facebook. Chúng ta chỉ mất, gọi là chúng ta dùng sách để rút ngắn cái thời gian lại và bổ trợ cho những kiến thức mà chúng ta không biết nha. Vì con người không ai biết mọi thứ nha các bạn. Chúng ta làm tưởng là chúng ta giỏi mọi thứ, không có. Trong cuộc đời này không ai giỏi được tất cả mọi thứ. Kể cả những ông giáo sư, tiến sĩ, những nhà bác học luôn, người ta cũng chỉ giỏi trong một lĩnh vực nào đó thôi. Chính vì vậy nên chúng ta đọc là chúng ta lấy cái tinh hoa của người ta đưa vào bản thân mình một cách nhanh nhất, đỡ tốn thời gian để trải nghiệm, không mất thời gian để vấp phải những cái thất bại mà nó không đáng có. Và thay vì đọc cuốn sách đó là các bạn sẽ không vướng phải những điều đó nữa, bởi vì những điều đó là những điều người ta đã đúc kết kinh nghiệm rất là nhiều năm rồi. Nên mỗi ngày chúng ta phải dành nửa tiếng hoặc là 45 phút để chúng ta tập thể dục, đẩy những cái năng lượng tiêu cực nó đi. Thứ hai, dành 45 đến 60 phút để đọc sách, để học hỏi được những cái tư duy hay, những cái chiến lược hay. Tất nhiên là đọc sách không thì nếu mà các bạn không thực hành thì các bạn sẽ không có điều kiện để trải nghiệm nha. Đọc sách là một cái nền tảng để chúng ta dùng đó để chúng ta ra đời, chúng ta kinh doanh, chúng ta làm ăn, chúng ta không có vấp phải những cái điều mà người ta đã chỉ cho chúng ta. Ta đã chỉ cho chúng ta mà chúng ta học cái điều đó rồi thì chúng ta phải né nó ra. Người ta nói là đừng bao giờ mà vấp phải một cái gì đó mà vấp quá nhiều lần mà một cái lỗi lầm. Điều đó là điều không nên nha. Đó là câu nói của Sắc Ma đó. Có thể phạm sai lầm, nhưng phạm sai lầm lần thứ nhất vì cái lỗi đó thì lần sau đừng phạm sai lầm vì cái lỗi đó nữa. Đó là điều rất là hay mà ông Sắc Ma tỷ phú của Trung Quốc ông có nói chúng ta. Vì đa số những cái câu nói hát yêu đời dữ vậy ta, ngon ấy. Thì trong mình thì mình đọc đa số là nói chung là sách, từ ngày xưa mình đọc sách dạy làm người nè, sách đối nhân xử thế nè, còn bây giờ mình đọc sách về kinh doanh. Mỗi người chúng ta đều có một cái khả năng riêng, có một cái trình độ riêng chúng người ta, vì vậy chúng ta phải nâng cấp nó lên. Chúng ta phải, thay vì chúng ta học hỏi, chúng ta làm nó rất là lâu thì chúng ta đọc cuốn sách thì nó rất là nhanh. Bởi vì bao nhiêu cái gọi là bao nhiêu cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, cái thất bại, cái bài học người ta đã đưa hết vào một cuốn sách. Các bạn chỉ cần đọc, lĩnh hội nó, suy nghĩ nó, lĩnh hội được 70% cuốn sách là các bạn sẽ không vấp phải những cái thất bại như trong cuốn sách nữa. Mà cuốn sách rất là hay, mình sẽ mua trong thời gian tới, đó là cuốn sách Bí Mật Của May Mắn. Bí Mật Của May Mắn là một cái cuốn sách là kể về cái hành trình của hai người đàn ông mà lạc trong một cái khu rừng. Cái này mình sẽ gói gạn gọn cái nội dung, nhưng mà để đọc chi tiết nó, để hay, để lĩnh hội hết cái bí mật của may mắn thì rất là hay. Nhưng mà nội dung cuốn sách này theo như cái sự chia sẻ của các bạn trên cộng đồng mạng thì có nói là nó là một cái cuộc hành trình của hai người đàn ông bị lạc trong một khu rừng. Một người thì thoát ra khỏi khu rừng, còn một người thì chết luôn trong khu rừng. Bí mật của may mắn là nó nằm ở đâu? Tại sao là người ta gọi là cái sách đó là bí mật của may mắn? Đây là một câu chuyện có thật nha. Khi chúng ta cố gắng hết sức thì may mắn nó sẽ tự đến thôi. Một bí mật hết sức đơn giản là chúng ta cứ cố gắng. Người đàn ông kia thì liên tục cố gắng để sinh tồn, liên tục cố gắng để thoát ra khỏi khu rừng. Còn một người đàn ông còn lại là thất vọng, tuyệt vọng và chờ chết trong cái khu rừng đó. Khi ông gặp một cái khó khăn trong khu rừng, ông ấy đi được nửa khu rừng rồi, mà khu rừng đó là khu rừng rất là rậm như các bạn, khu rừng giống như khu rừng Amazon vậy đó. Các bạn lạc vào trong đó là các bạn biết rồi, biết bao nhiêu hiểm họa trong đó. Nhưng mà chính vì cái nghị lực đó mà ông ấy thoát ra được, ông ấy nói là ông ấy may mắn. Đó là bí mật của sự may mắn đó. Nội dung của cuốn sách đó là nó gói gọn như thế thôi. Nhưng mà cái cuốn sách đó đọc thì nếu các bạn đọc thì phải đọc suy ngẫm vào nó thì các bạn sẽ thấy cuộc sống này nó cũng y như vậy thôi. Khi chúng ta cố gắng làm một điều gì đó, chúng ta cố gắng hết sức thì trong cái quá trình mà chúng ta cố gắng đó là nó sẽ có cái may mắn đến với chúng ta.
chẳng hạn như các bạn làm kinh doanh, hôm nay các bạn chưa chưa có hợp đồng thì các bạn phải cố gắng, ngày mai cố gắng hơn, cố gắng hơn, cố gắng hơn, thì trong vòng một tuần, một tháng thì các bạn sẽ có một cái hợp đồng đầu tiên cho mình. Đó là một cái nền tảng để chúng ta có một động lực để chúng ta làm tiếp. Nếu mà làm một cái việc gì đó mà làm quá lâu mà nó không có cái kết quả thì rất là buồn nha các bạn, và chắc bạn dễ rơi vào tình trạng gọi là chán chán nản. Rất nhiều sách hay, các bạn cứ bây giờ mua một cuốn sách nó rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần lên những cái trang thương mại điện tử hoặc là chúng ta lên Facebook à, chúng ta đặt một cuốn sách người ta sẽ vận chuyển về tận nơi cho các bạn, chỉ trị giá 100 ngàn thôi. Một tháng các bạn nên dành ra 100 ngàn để mình mua sách, rất là nhiều cuốn sách hay. Hoặc là các bạn cuối tuần thời gian rảnh các bạn đi siêu thị một tí xíu, chúng ta lựa được những cuốn sách hay chúng ta đọc. Mình thì đọc rất là nhiều sách rồi nhưng mà cũng chưa là gì đâu các bạn, phải đọc nhiều nữa, nhiều nữa, vì càng trưởng thành thì chúng ta càng phải cần có nhiều kiến thức xã hội. Kiến thức xã hội thì giúp chúng ta trong các mối quan hệ giao tiếp xã hội là một nè, giúp chúng ta trong cái công việc là hai, thì chúng ta sẽ tự tin hơn. Nghe bạn, làm người là cái điều mà khiến người ta mình tự tin nhất đó chính là kiến thức nha. Kiến thức, kỹ năng, thái độ và sự chân thành là điều tất yếu của một con người nếu mà muốn các bạn muốn làm nên một điều gì đó cho cái cuộc đời này. Ok thôi, hôm nay mình kết thúc video ở đây thôi. Mình xin nhấn mạnh là đọc sách rất là quan trọng và đó là con đường ngắn nhất để các bạn tránh được những sai lầm, rút ngắn được cái trải nghiệm và nhanh chóng đạt được cái mục đích của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video rất là nhiều. Hôm nay là mình mua được cây cây gậy quay phim này, mình rất là ưng ý nha, chỉ giá 100 ngàn nhưng mà nhìn nó rất là chắc chắn. Ok, thì tối nay mình sẽ dùng nó để livestream bán hàng online. Ok, chào các bạn.